Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta thì luật sư văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc sẽ gửi đến quý vị và các bạn cái câu chuyện hình sự có tên là Con tôi cán chết người tội gì. Thưa quý vị và các bạn, cái việc mà phương tiện giao thông mà gây ra những cái hậu quả như là gần như là bệnh tật, chết người và cái lượng tai nạn giao thông thì cứ năm sau thì cao hơn năm trước. Tôi cũng đọc trên những cái phương tiện thì theo thống kê thì số lượng mà án tai nạn giao thông thì nó chiếm nhiều hơn cả số lượng mà bị bệnh tật, về ung thư và các loại. Thưa quý vị và các bạn, trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta thì hôm nay tôi kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện mà văn phòng tôi có được trong cái quá trình hành nghề. Một người mẹ đang có con bị tạm giam trong nhà tạm giữ của một huyện đến văn phòng. Bà bảo với tôi rằng là con bà do không có bằng lái xe đã gây ra một cái tai nạn dẫn đến cái là một người chết, và hiện con bà đang bị tạm giữ và đã có cái kết luận điều tra, đã có cái cáo trạng. Thì bà bờ đến bà nhờ văn phòng luật sư. Thì thưa quý vị và các bạn, đây là một cái trường hợp mà bị cáo sau khi có được cái quyết định khởi tố của cơ quan điều tra và vì cái hậu quả là con của bà không có bằng lái. Thưa quý vị và các bạn, thể sẽ thật là mệt mỏi nếu chúng ta nói khô khan về luật. Tôi kể giống như một cái câu chuyện là kể trên báo chí nha quý vị. Câu chuyện của tôi nói là như thế này. Một cái anh thanh niên khoảng 21 tuổi, anh ở vùng quê đồng bằng sông Cửu Long. Thì khi mà lên ở ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh thì đi thoát xa cái đồng ruộng đi và đi lên làm công nhân. Thì trong cái quá trình mà anh đi làm công nhân như vậy thì các bạn biết rồi, chưa có bằng lái xe. Tuy nhiên rằng hôm qua thì sinh nhật mình thì hôm nay thì tới sinh nhật người ta. Và một cái nhóm cùng trong một cái công ty đó đã có tổ chức tiệc ở một cái đám, một cái quán nhỏ. Thực sự thì các bạn nam chở các bạn nữ mà điều mà hiện tại Việt Nam là ga lăng chứ. Không lẽ là mặc dù là không có bằng lái mà không lẽ là nói với nhóm bạn rằng giờ tôi không có bằng lái, em chở đi, thì cũng rất là kỳ. Thưa quý vị và các bạn, trong cái quá trình mà vận hành di chuyển trên cái đoạn đường từ công ty đến cái quán đó thì em đã gây tai nạn cho một người, dẫn đến là người này bị tử vong. Các cơ quan tiến hành điều tra, sau khi điều tra thì thu thập chứng cứ thì xác định lỗi của em này. Và một điều quan trọng nhất là em này chưa có bằng lái xe. Thưa quý vị và các bạn, tôi cũng đã tư vấn, tôi cũng đã tham gia bào chữa cho em tại tòa án để giúp em một cái bình mức hình phạt thấp nhất. Vậy thì quay lại vấn đề cán chết người tội gì. Thưa quý vị và các bạn, đó là một cái điều mà được quy định trong bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là một cái bộ luật hình sự. Vì sao tôi phải nhắc đi nhắc lại cái bộ luật hình sự này? Thì theo cái luật hình sự cũ năm 1999 thì vi phạm về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, và hôm nay thì là luật hình sự mới năm 2015 mà nó chỉ bắt đầu có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm. Thưa quý vị và các bạn, lý do tại sao tôi phải lặp đi lặp lại rất là nhiều lần về cái bộ luật hình sự? Vì trước đây người ta sử dụng, trước đây Việt Nam sử dụng cái bộ luật hình sự năm 1999, cho đến thời điểm này thì ta có hiệu lực của bộ luật hình sự năm 2015 mà nó chỉ bắt đầu phát sinh hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Trong cái quy định này thì đối với cái hành vi mà tội cán chết người thì trong cái trường hợp mà
tôi nhận bào chữa đó thì nó có một cái yếu tố, tức là không có bằng lái xe. Vậy thì theo điều 260 tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, cái khoảng 1 nha quý vị, người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 1 đến 5 năm. Cái hành vi thứ nhất đó là làm chết người. Thưa quý vị và các bạn, cái tình trạng cụ thể của bị cáo mà tôi bào chữa đó là không có bằng lái xe và đã làm chết người, thì các cơ quan tiến hành tố tụng đã xác định lỗi hoàn toàn thuộc về phía người bị cáo, và tôi cũng đã giúp em bằng cái tình tiết về nhân thân, về việc khắc phục hậu quả, và em cũng đã có một cái mức hình phạt là 2 năm 6 tháng. Thưa quý vị và các bạn, để trở lại vấn đề, hiểu thêm về vấn đề về tội vi phạm về điều phương tiện giao thông đường bộ, thì chúng ta sẽ có, nếu chúng ta đứng ở vai trò là người gây ra tai nạn, là người nhà chúng ta là bị cáo, thì chúng ta cần chuẩn bị những cái gì? Tôi cho rằng hai điều kiện để chúng ta cần và cần phải làm trước khi xét xử. Thứ nhất là chúng ta sẽ nhận cái được liên hệ với cái cơ quan tiến hành tố tụng, bao gồm cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án, để xem cái người nhà, người thân của chúng ta trong trường hợp này bị truy tố và xét xử ở cái khung hình phạt nào. Trong trường hợp thì nếu trong trường hợp mà đó là khung 1 thì cái mức hình phạt nó là từ 1 năm đến 5 năm. Nếu trong trường hợp cái khung 2 của điều 260 tội vi phạm quy định về điều khiển về tham gia giao thông đường bộ thì nó là khoảng 2, là từ 3 đến 10 năm là không có giấy phép lái xe theo quy định. Thì sau khi chúng ta biết được cái khung hình phạt thì chúng ta sẽ nhận định và chúng ta sẽ lên Google search những cái thông tin cơ bản nhất về cái điều luật. Và cái điều cơ bản thứ hai mà tôi muốn hướng dẫn thông qua cái video này, nếu người nhà của các bạn là người gây ra tai nạn, bị can, bị cáo, thì chúng ta sẽ bồi thường cái trách nhiệm dân sự. Tôi xoáy qua vấn đề thứ hai hơn. Vấn đề thứ nhất thì cái khung hình phạt, cái tội đã được quy định trong luật theo điều 260 của Bộ Luật Hình Sự. Tuy nhiên hôm nay tôi sẽ xoáy vấn đề thứ hai là cái việc mà bồi thường trách nhiệm dân sự. Nếu cái người mà bị hại, tức là cái người mà bị chúng ta gây ra cái hành vi là đụng đó, thì chết người, thì chúng ta sẽ mau mắn bồi hoàn cho những người ta về những cái chi phí về mai táng, những cái chi phí về tổn thất tinh thần, những cái chi phí về cứu chữa và những cái chi phí khác. Và tốt hơn hết là chúng ta sẽ cầm một cái số tiền nhỏ để chúng ta thể hiện cái thiện chí của chúng ta, là cái việc mà gây ra tai nạn giao thông là việc không ai muốn. Tuy nhiên rằng là đây cũng là thể hiện sự tương thân tương ái, bằng cách là chúng ta cầm cái số tiền nào đó tùy theo cái khả năng của gia đình của mình, và ta cầm đến, nó cũng thể hiện sự thiện chí. Còn nếu như trong trường hợp người nhà, người thân của chúng ta, người nhà bị can, bị cáo này gây ra những cái tổn hại về sức khỏe, thì chúng ta cũng sẽ gửi một cái số tiền để bồi thường những cái chi phí mà kịp thời hỗ trợ cho cái người phía bên kia, và đồng thời là chúng ta sẽ đưa ra cái những cái tổn thất mà người ta sẽ gánh chịu. Đó là một cái sự san sẻ của tương thân tương ái. Có một điều là quý vị và các bạn sẽ nói rằng là khó lắm, vì vấn đề nằm ở chỗ là người nhà, người thân của tôi mà bị đụng như vậy là tôi đến sẽ bị đánh chết.
thưa quý vị và các bạn, đó là một cái điều mà luật sư cũng gặp trong cái quá trình hành nghề. Thì bây giờ vấn đề nằm ở chỗ chúng ta không thể trực tiếp đến bằng chính bản thân cái người đó, thì chúng ta sẽ thông qua những cái người lớn tuổi hơn, những người trong họ hàng, chúng ta sẽ đến và thăm hỏi động viên dì dâu gì đi chăng nữa, thì những người nhà, người thân của mình đã gây những cái tai nạn giao thông dẫn đến là chết người, về tính mạng, về sức khỏe cho người ta. Qua cái câu chuyện này thì hôm nay cũng là gần như là 10 năm ngày ba tôi bị tai nạn giao thông, chết trong một cái việc mà vi phạm về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Tôi cũng muốn gửi cái thông điệp này đến quý vị và các bạn, đó là cái câu chuyện gia đình tôi. Ba tôi thì đi xe đạp vào khoảng hơn 11 giờ thì ông đi xe đạp ở trên đường và ông đi trong lề. Thì có một cái anh thanh niên cũng lớn tuổi, anh là đi ở phía trong trong lề lách ra. Thì lúc đó là anh đi đám giỗ về và anh đã quẹt cái tay lái của ba tôi ở phía trong, lắc ở phía trong tay trái và kéo ông đi một cái đoạn đường cũng rất là dài. Thì sau khi mà kéo ông đi một cái đoạn và anh bỏ chạy luôn, thì thú thật quý vị và các bạn, đó là một cái trong tôi là trong cái sân đạo, đạo của đạo Thiên Chúa, thì người ta mới lao lên là tại sao mà đụng ông già như vậy mà bỏ đi. Thì khi mà anh này anh quay lại, anh thấy cái người mà anh vừa mới đụng là ba tôi và cũng là người thân là trong một cái gia đình, thì anh đã có một cái việc là quay lại. Khi mà chở đến bệnh viện thì báo cho gia đình tôi và những người trong cái gia đình, thì anh cũng rất là lo lắng, anh sợ rằng là những người trong gia đình tôi sẽ có cái hành vi gọi là của đau con sót, người thân như vậy đang nằm như vậy sẽ đánh ảnh. Nhưng mà thực tế thì gia đình tôi, tất cả các anh chị em đều đã có một cái sự nỗ lực cố gắng để mà về cái phương tiện vật chất để mà chữa trị cho bố. Tuy nhiên thì cái điều nó cũng không thể qua khỏi sau 11 ngày bố tôi đã không qua khỏi. Thì đến nay thì cũng đã 10 năm kể từ ngày ấy, nhưng mà thật sự cái cảm xúc trong tôi nó vẫn còn đó. Thưa quý vị và các bạn, tôi muốn nói rằng trong trường hợp quý vị và các bạn, người nhà của quý vị và các bạn, người thân, bạn bè quý vị và các bạn gây ra những cái tổn thất như vậy, thì quý vị và các bạn bằng cách nào đó sẽ hỗ trợ thứ nhất về mặt vật chất cho những người gây ra, những người mà chúng ta, người nhà, người thân chúng ta gây ra tai nạn, để trong một trường hợp nào đó rất là kịp thời để những cái cứu chữa, những cái viện phí. Thưa quý vị và các bạn, lý do tại sao tôi làm cái video này thì tôi cũng có một cái vụ việc mà cảm thấy là lực bất tòng tâm. Một người gây ra tai nạn giao thông, và khi mà cái người mà gây ra tai nạn giao thông đó họ cặm tiền đến cái gia đình nọ thì gia đình này không nhận, và dẫn đến một cái anh này anh nói đúng một cái câu rằng nếu không nhận thì tôi sẽ sử dụng vào cách khác, và kết luận là không khởi tố vụ án hình sự vì vấn đề lỗi hoàn toàn về phía người bị hại. Ở đây tôi không đặt nặng vào vấn đề là sai hay đúng ở cái việc hồ sơ này, hồ sơ điều tra về tai nạn giao thông. Tôi chỉ muốn nói, muốn nhắn nhủ cả cái người bị hại lẫn cái người mà bị gây tai nạn, cũng cả những cái người gây ra tai nạn, chúng ta hãy cùng nhau để mà song hành với nhau giải quyết một cách là sớm nhất, khắc phục nhanh nhất cái những cái hậu quả mà chúng ta gây ra. Tại vì trong cái vụ tai nạn giao thông đó là những cái điều mà không ai muốn. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn thì trong cái video này có những cái cảm xúc của cá nhân luật sư nó đang xem vào cái hồ sơ. Thì tôi cũng xin lặp lại cho quý vị và các bạn, trong trường hợp con của cái vị khách hàng này cán chết người thì đó là cái tội quy định được tại điều 260, vì con của vị khách hàng này là không có giấy phép lái xe hay bánh theo quy định của pháp luật, thì
phạt, cái khung hình phạt nó là cái khoảng 2, là từ 3 năm đến 10 năm. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe những cái trải lòng của văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc. Nếu quý vị và các bạn có những cái nhu cầu về tư vấn về hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, những cái câu hỏi pháp luật liên quan đến tất cả những mặt trong đời sống xã hội, thì quý vị hãy gửi, mạnh dạn gửi cho tôi. Và chắc chắn tôi cũng có những cái chương trình livestream trực tiếp vào thứ Bảy hàng tuần vào lúc 9 giờ. Quý vị và các bạn đón xem nhé. Xin trân trọng cảm ơn.